Sáng nay, Bộ Chính trị và Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt quy định số 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới và chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Dự hội nghị có Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, lãnh đạo ban, bộ ngành trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo chủ chốt, cấp ủy, chính quyền các cấp. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại hơn 15.600 điểm cầu trên cả nước. Tham dự tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu, các đồng chí trong Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của các sở ban ngành. Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt quyết định số 144. Đây là bước cụ thể hóa kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng đang đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh, để Đảng ta là đạo đức văn minh. Quy định 144 nêu rõ cụ thể các tiêu chí chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên cần thực hiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Điều quan trọng cốt lõi trong việc triển khai quy định 144 là làm cho mỗi cán bộ đảng viên thực sự thẩm nhuần sâu sắc quy định, làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng nổi bật ở người cán bộ đảng viên, trở thành vũ khí sắc bén vượt qua mọi thách thức cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, thúc đẩy xây dựng củng cố nền tảng đạo đức văn hóa xã hội, làm cho văn hóa con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước. Hội nghị cũng đã nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quán triệt về chỉ thị số 35. Đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, để cả cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình, bảo đảm đồng bộ thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Việc quán triệt và hướng dẫn thực hiện những nội dung của quy định số 144 và chỉ thị số 35 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện quy định và chỉ thị. Trên cơ sở đó, cấp ủy cả cấp, các ban ngành địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, lãnh đạo chỉ đạo, triển khai cụ thể hóa quy định và chỉ thị phù hợp với chức năng nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường đấu tranh chống cả quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.